Trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila, mình là Châu Chủ Huyền Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Himya để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì là các bạn cũng có thể thấy rồi, mình đã nói như nói chung là bây giờ thì mình có thể khôi phục hầu hết phe phái và lãnh thổ lên rồi. Và mình nghĩ là chắc gần này quân là đủ đánh sau khu phía bên này nhỉ? Có thể mình sẽ đưa các cái quân đoàn này nó sang một cái khu vực mới. Mình sẽ đưa quân về về cái khu vực bên này. Đây, có thể chúng ta sẽ tinh giảm bớt quân đội đi. Có điều này thấy hơi lãng phí một tí nhưng mà không sao cả. Phía với Bắc chúng ta có một hai quân đoàn nữa và như vậy chúng ta sẽ cần di động quân khá là nhiều. Vâng, giáp vàng, khiên vàng. Cái này kiếm vàng nữa là ok. Bây giờ kiếm vàng thì sang đây, để sang chỗ này à, Palestine này mới được. Đây nữa, ta mới có thể nâng cấp được hết tất cả lên màu vàng, móng ngựa màu vàng nữa. À, chắc là không có việc gì để làm đâu, nhưng mà mình trong mình sẽ qua lượt, bởi vì bây giờ thế giới là của chúng ta rồi. Nhiệm vụ của cái chiến dịch này, nếu mà chúng ta đại thắng thần thánh thì chúng ta phải kiểm soát được 130 khu định cư, duy trì đạo Do Thái 70%, đánh bại 20 phe phái thì chúng ta đã tiệt được 15 rồi. Kiểm soát 12 tỉnh bằng quyền sở hữu trực tiếp hoặc thông qua bù nhì. 12 tỉnh sau thì hiện tại mình còn tỉnh này là xong. Thôi, cứ bình tĩnh. Thống đốc à? Ok, diệt lốt mấy thằng đệ của Sassanid ở phía bên này đã. Cái vùng đất này hoang hóa, chúng ta cứ khai hoang lên. Giờ kinh tế chúng ta mạnh, chúng ta cứ khai hoang mạnh hết cả lên, khôi phục lại cái vùng đất này. Mới ban đầu cái khu vực này nó cũng chẳng có người ở đâu, hoang hóa. Một phần thì bị thằng hung trắng nó đốt mất, phần thì nó cũng là một cái vùng hoang hóa. Đánh nhau với mấy thằng phương đông này, nó lắm kỵ binh nữa, mình chơi khó. Mà nếu đánh nhau mấy thằng dợ này, chúng nó không có nhiều kỵ binh chắc mình không sợ. We make this modest request in the... Không được. We find our coffers. Hiệp ước không xâm phạm. Tầm này anh sợ thì thằng nào mà anh phải sợ. Kỳ hạn làm việc đã hết à? Đã sửa chữa hoàn toàn đập nước, bây giờ chúng ta phải bổ nhiệm tiếp rồi. Thái tử là chỉ huy tối cao. Thằng con hoang. Mấy bà vợ chồng chết này. Đây nữa này.
Ai giả ơi, bộ máy lãnh đạo chúng ta chiếm gần hết các vị trí chức sắc thế này kìa. Thôi coi. My lord. My lord. At your command. My lord. Besieging settlement. Khôi phục các cái vùng này lên nữa. Ready for battle. We fight for you, my lord. Wow, chúng ta tiến sát đến thẳng cuối cùng lãnh thổ, thẳng cuối cùng. Ready for battle. Phía bên dưới này cũng vậy. At your command. Besieging settlement. At your command. My lord. Đất đai chúng ta. Ready for battle. At once. Ây chà, thế là hết rồi. Phía trên kia còn một thằng nữa. Thanh niên phía trên kia. Đây à? Đến đây là hết rồi. Đây vẫn là một cái vùng đất chưa được khai phá. Bọn này sao quân cứ chết dần chết mòn này. Ăn lắp tiếp công trình ra nào. Tiếp tục xây nhà, xây cửa, xem là nhà cửa thế nào. Africa. Đây cái đập nước lên phát xem. Ồ. Đạo Do Thái phải tăng lên rất nhiều. Cần mất khá nhiều thời gian để đập các công trình đi nhé. Trừ lương thực. Vẫn âm được thực à? Sợ nhỉ? Hmm. 120 lương thực. Vùng này có vẻ dư giả lương thực nhỉ? 46. Ôi dồi ôi. That's it. Hết lương thực mất. Mà hết lương thực thì không sợ bằng chị An tụ. Chờ tí nữa, chúng ta xây tiếp cái ruộng này lên nữa. Nó cũng không trừ nhiều là chị An lắm, hết lương thực nhưng mà không bị trừ nhiều. Công trình này trừ đến 70 lương thực rồi. Rồi ok.
Chúng ta đã tiến rất nhanh, áp sát kẻ thù. Đây à? Thế thôi à? Ready for orders. My lord. Đội bạn chỉ còn thế này thôi à? Ready for battle. We fight for you, my lord. Make yourselves at home. Có gì mà phải nóng vội, từ từ. We fight for you. Quân đoàn thái tử ra đây lốt. Tuyển quân. Ready for orders. Cái quân đoàn này I want hourly patrols. Get to it, man. My lord. I want hourly patrols. Ready for battle. Come, join us. Mua hai con lạc đà. Quân đoàn này bỏ bớt cái lính này đi hay tiếp. Noble cause requires noble men. Ready for battle. Quân đoàn này cũng vậy thôi. Make haste, man. Your next command, my lord. A noble cause requires noble men. Bọn này thì phòng thủ cao giáp cùi không bằng bọn này. Bọn này cơ động hơn đấy. At your command. Ready for orders. At your service. Quá lượt thôi. Cố gắng phát triển cái đạo của chúng ta lên. Ôi ôi. Bây giờ mình sẽ duy trì bao nhiêu quân đoàn ở khu vực bên kia nhỉ? Hiệp ước hòa bình. Đồng minh phòng liên minh phòng thủ à? Nó có vẻ cầu thị mình hết nhỉ? Ủng hộ chính phủ. Tranh chấp ngoại giao à? Được thăng tiền. Trừ điểm ngoại giao với Cathy. Nhân vật được kết hôn. At your command. Thanh niên này ổn rồi. Make haste, man. Lên đây để búp tiếp cái giáp nữa là ổn. Ai già, bọn này toàn lạc đà này à? Your next command, my lord. Rồi. Quân đoàn này có thể mình sẽ cho nó sang phía bên này. Ủa, đàn to thế. Journey completed. Giáp 81. Giáp châu thật.
narrow march. Your feet bleed, you march again. Sao bên này? Mua xong rồi à? Mua xong rồi thì sang bên đây để mà mình sẽ đưa hai con đoàn sang khu vực phía đi qua cái vùng eo biển lên nó nhanh hơn nhỉ. Bục giáp bục giết các kiểu. Và đây bút đam phát đến là mắc. Ây da. Được rồi, Nam tiến đi. Các hạm đội này bắt đầu rút lên phía trên được rồi đấy. Quân đoàn của Thái tử. Ủa quân đoàn Thái tử này. Cung này cung bạc. Bỏ phí nhỉ. At ease. Đây phải bỏ thôi. Tăng cường lính mới. Ready for orders. Ui. Cái vấn đề xây dựng nhà cửa nó là một cái vấn đề cực kỳ là vất vả. Chẳng biết đến bao giờ mới xong được. Nhưng thực thì không nhiều. Đây rồi. Hi ya. Của cả các vùng. Cái này nó phải xây nốt xong cái ruộng này thì nó mới xây tiếp được cái ruộng khác, cái công trình nông nghiệp khác. Đấy. Thế nên mình phải chờ. Không cần. Xây ruộng chưa? Ui da, xây mới chả dựng. Lâu quá. Đánh solo hay là cho hai thằng vào đánh nhỉ? Rồi cho nó được đánh một trận cuối cùng. Mình muốn mấy quân đoàn nó lên kinh nghiệm. Cho 4 thằng đánh để lên kinh nghiệm tất.
Còn đánh thì tất nhiên là thắng rồi. Quân nó còn có mỗi mấy thằng ghẻ này thì làm ăn. My lord. At once. My lord. Kill them all. Như này thì chúng ta sẽ được ăn kinh nghiệm cho cả 4 quân đoàn. Không cần phải chinh phục mấy thằng này làm gì. Ready for orders. Con đường tơ lụa. Chỗ này có vẻ hơi nhiều con đường tơ lụa nhỉ. We fight for you, my lord. Make haste, man. Waiting for more orders. My lord. Gathering supplies, my lord. Kiểm soát toàn bộ cái vùng này rồi. Tiến tiếp lên đây, xử lý lốt thằng này. Đẹp trai luôn, lãnh thổ rộng mênh mang. 89 khu định cư. Đạo Do Thái mới được có 67% và đang tăng rất mạnh. Chúng ta mở thêm đất đai ra là nó tăng thêm nhiều. Đây nữa. My lord, it is an honor to serve you. 96%. 96% theo đạo Do Thái. Kinh thật, vùng này đạo Do Thái mới được có 27%. Một phe phái nữa bị hủy diệt. 16 phe phái rồi. 17. Thằng này sẽ là thằng thứ 17. Thống đốc. Đưa các quân đoàn lên phương Bắc. Chuẩn bị cho cuộc chiến ở phía Bắc nữa chứ. Ôi thằng hung nô. Nó đứng mấy con đoàn đây này, ai làm gì nó. Mấy anh lông ba này nữa. Tí nữa mình còn phải đánh nhau với mấy thằng Slaver. Thực sự thì mình rất thích mấy thằng Slaver. Đơn giản là bọn đấy không, nó chơi phòng thủ thì vô đối luôn. My lord wishes to bestow coin. Không đáng tin nào. Ủa, vẫn vẫy gọi. Chỉ một trung thành à? À, thống đốc à, đô đốc hải quân thì không cần cần cái tướng kiểu này. Cái này nên để cho đô đốc thì không cần ở đấy. Đô đốc mình chỉ để làm cảnh. Cái skill đấy nên để cho các tướng cầm quân đánh để nó đánh đêm. Tất nhiên là hải quân thì cũng có thể đánh đêm nhưng mà mình nghĩ là không cần. Ready for orders. Ready for orders. My lord. My lord. We fight for you, my lord. Ready for battle. Ready for orders. At your command. Ah.
We fight for you, my lord. Chạy 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 chạy. Đạo này hơi khó ăn rồi. We fight for you, my lord. Make haste, men. Mới vẩn mất cái đạo này thì tiếc nhỉ. Nói chung thì khôi phục lại được thôi, nhưng mà chả lãng phí. Chắc nó không lắm đuổi xa đâu. Bùm, thiếu lương thực quá. Nhiều các bạn hỏi là thiếu lương thực thì làm sao? Thiếu lương thực thì nó sẽ bị trừ trị an và trừ cả tiền các bạn ạ. Cái thu nhập chúng ta sẽ bị giảm xuống do vấn đề thiếu lương thực. Đấy. Thế nên là các bạn lương cao quá mà thiếu lương thực thì cũng không tốt đâu, nên là trừ sập một số tình huống hoặc là một số cái vùng bắt buộc chúng ta phải làm cái nào đó để phải chấp nhận thiếu lương thực thì mới đây thì hãy để như vậy. Còn nếu không thì các bạn không nên để thiếu lương thực nhiều quá. Chúng ta bị trừ rất là nhiều. Đây có mỏ sắt à? Ở mấy thằng này như nào rồi? Mua xong quân chưa? My lord. Waiting for more orders. On the move, my lord. Sang đây tăng kiếm phát nữa là dẹp. Journey completed. Rồi. Quân đoàn này của quân đoàn của thái tử. Đẹp trai vãi lúa. Bốn mươi bảy tuổi. At your command. Get to it, man. How can I serve you? My lord. Có thể chui được vào quân đoàn rồi thì cho nó chui vào quân đoàn luôn. Your beating helps men learn their place. Quân này được bút chưa nhỉ? Chưa bút hết. Yếu giáp. Destination reached. Này thầy tu đâu rồi? Hỗ trợ được thì cho hỗ trợ luôn. Chúng ta rất nhiều thầy tu đầy. Gì chứ, thầy tu của mình hơi bị nhiều luôn. Còn có thể gọi thêm được hai thằng nữa. Gọi tiếp ở trên này lên đấy. Hành động truyền bá tôn giáo là cái thằng rất quan trọng. Hết suất của tỉnh, của địa phương. It is an honor to serve you. Thêm một thanh niên này nữa.
Tấn công cận chiến này. I am a reaper of souls. Chúng ta đang đưa mấy quân đoàn này lên phía bắc. Quân đoàn của thái tử. My lord. Rồi để xem giờ tiếp theo nó nào. Chắc là sẽ đuổi đánh quân đoàn kia của mình. Tướng à? Tướng này à? Bổ sung hai quân đoàn sang khu vực Trung Đông. Các hạm đội nữa chứ nhỉ? Nguyên quân đoàn thì chưa đủ. Bổ sung thêm các hạm đội sang khu vực Trung Đông nữa. Lăng cô bà. Hung nô bây giờ nó cũng chỉ còn vài quân đoàn thôi mà. Đế quốc của chúng ta giờ phát triển rất là rộng. My lord wishes to bestow. Biết ngay đuổi đánh mình. Regroup and fall back. Journey completed. Đuổi tới không? Ây da, toi rồi. Nó phun lạc đà này thì mình đánh kiểu gì? Mình không có đâu. Biết ngay quân đoàn này chạy hơi nhanh. Bộ binh như này thì chống làm sao nổi được. Đi quân đoàn này rồi. Battle group ready. Come together. Battle group ready. Thôi, thành lập lại quân đoàn này vậy. Đỡ phải di chuyển xa quá. Nó toan ngựa thì mình ăn làm sao nổi. Double!
advance at speed. Rồi, lên nhanh lên đi. Giải quyết thì giải quyết nhanh lên. Lâm ở cái vị trí này là nó tấn công mình cũng khó hơn rồi. Bởi vì là bắn đá chắc còn lâu mới đuổi tới. Đấy này không chịu nổi đâu, bọn kỵ nó sốc vào cho phát là nát luôn. Đến gần quá. Cái này là một con dốc thì cái khả năng Char Governors của nó cũng bị giảm đi khá. Ôi dồi ôi, còn bị pháo nó dã chứ. Bình tĩnh nào. Quan trọng là chịu được bao lâu. They are trying to take out our general. Defend him. Từ cho từ thằng một xuống. Còn tuyến chỗ nào thủng nhất nhỉ? Rồi bắn. Lùi lại đây đi em. Chúng ta phải bắn tên đạn giết gió ấy. Oh.
Rồi lại xíu. Bắn vào đây. Chúng ta tiến gần này, chúng ta cũng không cần phải ra xa này. Rồi là một chút xíu. Rồi. Tấn công toàn diện. Làm tê liệt khả năng tấn công của chúng nó lại. Cố lên anh em ơi. Chém chết bọn phi của nó. Anh em. Tầm này liêm sỉ gì nữa, đập chết luôn. Ồ, chúng ta sắp bị thủng một số vị trí rồi. Tiếp tục bắn cho anh. Toang thật rồi ông giáo ạ. Ông giáo này. Kìa, đội rìu chém ác nhỉ. Đội kiếm đầy cuối này chém ác thật. Ôi kìa. Ô, nhanh bọn rìu chỗ này tan tác rồi. Đừng chạy nhanh thế chứ. Nó bị thương vong nặng quá. Đừng bỏ chạy thế. May chúng ta có quân tiếp viện đầy. Tiếp ứng ở đây. Còn quân. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Rồi. Hết tên rồi thì xông luôn là. Đừng chạy. Cơ hội chúng ta còn mà. Nó hết quân rồi. Cố lên. Bỏ chạy sớm thế. Enemy forces have struck our general down. Ô, tướng của chúng ta đã ngã xuống á. Bị chúng nó giã tên rồi à? Enemy units have been rallied. Quân đoàn đã lấy lại tinh thần. Chém vào tướng của nó trước này. Nó còn nhiều quân nữa đâu. Rồi. Lùa luôn. Lùa luôn anh em. Lùa. Xông lên đây. Nó đã bỏ chạy rồi. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Đừng chạy thế. Rồi. Thử nó luôn. Rồi. Ồ. Trận này. Nó bắn chết tướng của mình không thì chắc không chắc đã. Mình phải giết thật tướng nó đi.
are running for their lives. Rồi đấy. Oh, quân đội của mình. Rồi xong rồi. Tướng chết. Orders, my lord. Break them. Infantry at your command. We await your orders. Get ready. Đúng rồi. Đuổi chém chết bầm tướng nó đi. À tướng nó chết rồi. Cố lên anh em. Đừng bỏ chạy. Cố lên anh em. Kìa, cố lên anh em. Cố lên. Ô. Tuyệt rồi. Mình tưởng thua trận này rồi cơ, nhưng mà thắng. Được. Không mất cái quân đoàn này là được rồi. Mặc dù là sau mình cho nó về unlock, à bỏ cái quân đoàn đi, về kia mua quân lại cho nó nhanh. Nhưng mà nói chung là chơi như thế này, các thanh niên này chơi như thế này là ổn. Rất là tuyệt vời, quánh rất tuyệt. Càng về sau nó càng khỏe mà. Ế, mất có một thằng cung với một thằng lính kia thôi. Tưởng chú thế nào? Toàn lính dìu mà đánh nhau, toàn kỵ binh. Ủa. Thua luôn. Hoạch định ra đây này. Tưởng các chú thế nào? Cho di chuyển bước dài đi. Nó sẽ phải cần một, chúng ta sẽ cần một cái hạm đội ở khu vực bên này. Đây mình có rất nhiều hạm đội ở rất là khu vực này mà mình đâu có dùng đến nữa đâu. Bây giờ là hạm đội này là chúng ta sẽ cử tiếp một hạm đội nữa. Sau đây, đây còn một cái hạm đội nữa này. Ready for orders. Row or field. Cần sang đây. Thế thôi nhỉ, hết rồi. Yes. Hạm đội này mua quân nữa. Xuống đây mua quân. Bỏ sư mấy cái thuyền đâm húc mình thấy phế. We're going to need a bigger fleet. Ready for battle. Rồi. Sang đây để búp giáp. Kia để búp kiếm một khiên. Ở đây này. You have further orders? À, còn bút tên nữa thì phải sang đây thôi. Make haste, men. On the move, my lord. Con này úp áp hết rồi. Faster, damn you all. Sang đây cưng. We fight for you, my. Quân đoàn thái tử lên phía bắc đi. I want hourly patrols at your command. Set up the watch.
Còn thằng này đấy, xong trận này thì nó tàn rồi. To battle. March. At your command. Leave none alive. Besieging settlement. Kill the cowards. Ơ. Sao lại có một đánh này? À. Rồi nó công thành. Thành nó chả có quân nào. Chiến luôn. Tầm này cần gì phải bắt. Ơ, được buff cái gì đây đấy? Xây cả khiên giáp đây à? Ready for orders. Advance. Advance. Leave none alive. Xong. Láo với nhà báo. Một faction nữa bị tiêu diệt. Ready for orders. We fight for you, my lord. Tăng vào đây để nó đánh đêm luôn. Quân đoàn lên cấp. Đã xong. Lò rèn sắt. Thôi phá hủy đi. Công trình vệ sinh à? Ngựa. Ready for battle. My lord. Ready for battle. I'm afraid we cannot. Quân đoàn này rút về. Một phe phái nữa đã bị hủy diệt. 91 khu định cư, 17 cái phái đã bị tiêu diệt. Cứ bình tĩnh. We fight for you, my lord. Đưa quân đoàn này xuống phía nam này. Mua quân. Nó gần thì đi được, còn những quân đoàn ở xa thì chúng ta sẽ bỏ đi, mua mới cho nhanh. Ok. 94.000 một lượt. Tiền của mình bây giờ tiêu không phải nghĩ. Tiền tiêu là không phải nghĩ. Vệ sinh tốt nhưng mà
Trừ 10 lương thực. Cái vùng này chị An thì nó cũng khá cao nhỉ. Trăm sáu năm cứ từ từ lên nữa rồi tí. Trừ 75 lương thực, sợ quá. Mà hết công trình tăng lương thực rồi, đây. Chuyển đổi công trình này thành cảng cá phát đấy. Lương ruộng gấp không thể hết thực rồi. My lord. Chiến tranh thật là tàn khốc. Bá chủ Trung Đông. Bây giờ cố gắng để hoàn thành cái chiến dịch này thì mất thời gian lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Tiêu diệt 20 phe phái. We find our coffers temporarily. Bổn phận vẫy gọi, vệ quân không dao động. Các tướng lĩnh của chúng ta già và chết dần. Ready for orders. Ready for battle. My lord, none will escape. We take this settlement for you, my lord. Besieging settlement. Aiza. Hình như đấy là đất của mấy thằng Slaver ngày xưa. Làm âm được thực. We fight for you, my lord. Cái vùng này hình như chỉ có mỗi cái mùa này là không có tuyết rơi. Bỏ đi hai đội cung. Không thể tin được chúng ta có thể thắng một trận đánh, không thể nói là khó thể tin được chúng ta thắng. Nhưng một điều kỳ diệu là chúng ta đã giành chiến thắng.
ready for all. You call this a garrison? Xuống đây mua quân đi cưng. My lord. On the move, my lord. Get moving. Sao đây? Hạm đội này đóng ở đây thì lâu rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là khử ngay mấy thằng này đã. Và một quân đoàn nữa ra đây. Những cái vùng như thế này có lẽ phải lên tầng, lên thành này. Bao nhiêu? Mất 40 lương thực à? Đủ lương thực mà. Các cái cảng nhỏ phải lên thành. Cảng ven biển rất cần 65 lương thực. Những cái thành nó ở bên trong thì nó không không quan trọng lắm. Vùng này thì chắc là không thằng nào đập được mình đâu. Chắc không cần lên vội. My lord. Ready for orders. Set up the watch. Các hạm đội đang được cử đi liên tiếp. Chỉ có chơi mới hiểu mình sẽ đang định làm gì đúng không ạ? À, kế hoạch của mình là sẽ đập nốt cái thằng đồng minh này và thằng đồng minh này để hoàn thành cái nhiệm vụ là chúng ta phải tiêu diệt mấy cái phe phái nhỉ? 20 phe phái. Chúng ta đã hoàn thành được kiểm duy trì kiểm soát 12 tỉnh sau bằng quyền trực tiếp, chúng ta đã kiểm tổng 30 rồi. Khu biên giới này xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn này kiểm soát cái này. Đạo Do Thái thì ok, Đạo Do Thái thì chúng ta cứ phát triển nhà lên là lên thôi, không vấn đề gì. Ready for battle. Thầy Pháp. Nhưng dù sao chúng ta cũng muốn có một trận chiến với bọn La Mã và Đông Âu, bọn Tây Âu xem nó như thế nào. Mình cũng muốn biết xem thực lực của mấy anh con lạc đà mà đi lên vùng băng tuyết thì nó như thế nào. Để khi đến đó là chúng ta sẽ không còn được hỗ trợ gì nữa. I'm unable to travel this road. Pích. Chúng ta đang đi đến cái vùng đất lạnh nhất của châu Âu rồi, đó là vùng nước Nga. Các cái đạo quân của mình đang tiến lên cái vùng nước Nga. My master prays that you see opportunity in this conflict and that you. I dislike begging, but we require money. Tôi không thích cầu xin nhưng chúng tôi cần surely tiền. You can help your good friends. Hẳn ngài có thể giúp bạn tốt mình chứ. Không đáng tin. Cầu tiến và cơ hội. Không thích xin thì đừng có xin, thế thôi. Mấy thằng cống phẩm nhận món quà tội gì?
mấy thằng này trung thành giảm à? Đám tướng lĩnh của mình già chết, vợ vẫn còn vợ quá con côi. Thông minh. $91k một lượt. Tiền tiêu không phải nghĩ. At your command. Ready for orders. None will escape. Laying siege to the settlement. Nói chung là ổn rồi. Xây cái nhà thờ lên đó này. Đập cái này đi nhé. Hết ruộng rồi. Nhanh nhanh xây cái ruộng không chết dở. Hết lương thực. Kinh nhỉ, quân đội của mình đi vào sát mát rồi. Thái tử lên đây rồi. Fleet reporting, my lord. Thằng như này. Ships to port. Ra đây. Mua quân xong cái thì còn Your next command, my lord. Come, join our ranks. Okay. Đánh nhau mấy thằng Bắc dìu phương Bắc thì cần gì phải nhiều lính đánh xa đâu. Lên mắc luôn. Thực nhiều. Sợ gì. Đây rồi. Đùa chứ hết thực. Nhưng mà ít nhất phải lâm được cái thành nó lên cấp 2. Để cấp 1 thì trông nó lúa lúa thế nào. Xây công trình văn hóa lên đây vậy. Công trình chính vệ sinh. Để nó tăng vệ sinh lên à, lên luôn đẹp thực thì nữa. Ai già. Tha hồ lương thực gì? Vệ sinh chín rồi. Lên luôn. Nhiều thực thì xong mình chuyển sang công trình kia vậy. Đập. Quản theo. Để chiếm một vùng đất thì nó đơn giản. Nhưng mà để mà ổn định được một cái vùng đất thì nó làm cả một cái quá trình cực kỳ là mất thời gian.
xong khai hoang tiếp tục trên này. Ai chờ, ai tiếp cận trên này, đất của mấy thằng Slaver luôn. My lord. My lord. The odd beating helps men learn their place. March. At your command. Boarding. Ready for battle. Khá nhiều quân rồi. Còn một quân đoàn đóng kia nữa thì mình sẽ em hủy đi để mua lại cho nhanh. Số tốt. Các hạm đội đang được cử dần sang khu vực Trung Đông và Bắc Phi, sang khu vực Tây Âu. Thằng này nó đang cướp bóc trên đất của mình hơi mạnh đấy. Lại bổn phận phải gọi. Tướng của mình già chết nhiều quá nhỉ. Ôi bị tướng này cấp cao chết mất rồi. Đây là một tướng rất mạnh của mình nhưng mà già chết mất. Tình hình quyền lực đang bị mất cân bằng nhiều quá. Bắt đầu cứ để hết lượt, 68 tuổi sắp hẹo rồi. Thái tử sắp lên ngôi. Một vị tướng già. Sau khi mà các cái tướng lĩnh của chúng ta mà qua đời thì các bạn có thể cho các cái bà vợ quá của ông ấy, lấy các cái tướng trẻ của chúng ta, tướng lĩnh khác của chúng ta để nói chung là đỡ tốn để nó tiếp tục duy trì quân đội. Đây là cái thành to à? Làng nhỏ tít ở trên này. Your command. On the move, my lord. My lord. Ready for orders. My lord. Ready for battle. Ready for orders. Journey completed. My lord. Mùa này mùa tuyết rơi. Mùa tuyết rơi rồi. Yes. Yes. Hạm đội này về đây mua thêm quân này. Stopping for now. It is an honor to serve you. Vùng này bị đốt hết rồi cả. Ready for orders. Making for port. Ready for battle.
Tướng này không có đánh đêm. Đây, phải cho thằng này xa mới được. My lord, ready for further orders. Thằng này nó có đánh đêm này. Và các hạm đội của chúng ta đang tiến rất là nhanh. We fight for you, my lord. At your command. Advance. On the move, my lord. Destination reached. You march. Hai quân đoàn ở bên đấy là được rồi. Nó không không tuổi gì mà ăn được mình. Không thấy tôi nữa. Di chuyển lên trên này đi. Từ cấp 4 trở lên là có thể cho vào quân đoàn rồi. Không cần phải đứng đây khấn nữa. Ready for orders, my lord. Oh, khôi phục cái lãnh thổ ở châu Âu. Mình sắp đánh nhau với thằng, nếu mà mình khôi phục ở phía trên đấy là mình sẽ đánh nhau với bọn kia gần hơn đấy. Cái bọn nước Anh ấy. Pích này. Ai à, du tê diệt gần xong thằng này rồi. Chạy à? Mày đi đâu đây? Đi lại quân sự à? Rất tiếc. Hung nô đến cổng rồi. Nhân vật kết hôn thuyết phục họ. Ready for battle. Make haste, men. Get the fortifications ready. Mình thấy hung nô nó lên đến đây rồi. It is an honor to serve you. Your orders, my lord. Thằng Đông La Mã hình như nó có một cái thành nữa. À không 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 phải. We fight for you, my lord. My lord. Cái vùng đất này quanh năm băng tuyết à? Hình như nó chỉ có đúng một mùa là không có băng tuyết thôi sao? At ease. Ready for battle. Hình như là vậy, hình như chỉ có một mùa không có băng tuyết. It is an honor to serve you. Easy into port. Thiếu mất hai cái thuyền cung. I am your champion, my lord. Ignorance is darkness. At your command. Treading softly. I am a reaper of souls. We fight for you, my lord. Ooh. Quân đoàn này lên cấp nữa thì đẹp. Hai cấp nữa là mắc vào đây là giáp thì trâu lắm.
gần 100 giáp thì chắc là không đánh được. Một địch là thua luôn. Đây rồi. Âm được thực lói mắt này. Âm 80 lương thực à? Căn bản là cái vùng này nó không có công trình cao lương thực mấy. Vệ sinh cao như này thì cần gì nhiều. Còn vấn đề tôn giáo nữa. Ôi trời ơi. Khối lượng công việc là rất lớn. Lên cái ruộng trước đấy. Âm 185 lương thực. Ui. Không lên thực nhanh, chết dở. Được mỗi cái nhiều tiền nên là nâng cấp tẹt. Ok. 95.000 một lượt. Ready for orders. Đám thầy tu này sẽ rất có hữu dụng. Nó đi cải đạo rất là nhanh. Ai già. Ui, lãnh thổ của mình. Nói cái vùng đất của bọn Slaver trông nó rộng thế thôi, nhưng được có bao nhiêu thành lắm đâu. Bé tí bé xíu. Shall we hack at each other? Until our enemies hạng 3 thế giới kìa. Ây da, trông thế mà hạng 3 thế giới kìa. Khu vực phía nam này có vẻ mấy thằng dợ nó kiểm soát được rồi. Mấy thằng Viking. Đây, chiếm lốt vùng này nữa là hết. Xong. À, bây giờ mình đánh nhau với mấy thằng Viking này là mình hơi khó ăn đấy nhé. Nó lại trèo lên bờ kìa. We always remember. Mày bị hung nô quay đến nhà mày rủ dê anh ra để chết cùng mày.
My lord. Hình như là có đúng cái mùa này thôi là không bị chết cháy à. At your command. Laying siege to the settlement. We take this settlement for you, my lord. My lord. Biết trên này nữa cơ. Đúng rồi, đây là vùng đất của Slaver này. Ready for battle. My lord. Ready for orders. Set up the watch. Cái vùng đất này cũng được. Ô, mình tiến như này là sẽ sang. Ôi là hung đô nó đốt sạch ở đây rồi đâu. Do thám thôi này. I shall rest a while. Nhận quỳ gối làm chư hầu của anh thì được. You will find me a willing and attentive audience for your speech. Give tongue to your words and I will answer. Cho mày hẳn 300.000 xem mày chịu. Chịu ngay đúng không? 100 thế này. 30 thôi. Chịu. Nó chịu luôn. 20, 1, 2, 3. Còn thằng Đông La Mã này nữa. May God bless us both with skillful tongues that we may speak our parts well. Cho nó 30.000 cho nó chịu không? Reach agreement. Ok. Thằng này nữa. The gods bless us with your presence today. I will doubtless find pleasure in your wisdom here. Thế là mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này nhanh hơn. 17 phe phái rồi. Hòa bình. Hòa bình đã được lập lại. My lord, at your command. Có đội hình Testudo này. To your duties, men. Toàn lính đánh xa này, thế mẹ nào thế, mấy thằng La Mã này. Nó không phát triển những nhà lính khác mà chơi nguyên lính đánh xa. Mấy anh hung nô này à, đến ngày tàn rồi. Mấy ông Đông La Mã đang đi đâu ấy? At your command. At once. Is that all, my lord? Chuẩn bị. Chuẩn bị pem nhau mấy thằng đấy. Đó, quân đây rồi. Tầm này sợ gì bố con thằng nào nữa. Quân đoàn này sẽ được hủy đi. Và thay vào đó là... Đây à? Bên này còn quân đoàn đâu nữa? How can I serve you? The odd beating helps men learn their place. Đóng đây. Ready for orders. How can I serve you? Sadly, I cannot do as you ask. Ready for battle. Cứ đi trên này cơ.
xa ghê nhỉ. Nó bắt mình khôi phục một cái lãnh thổ rộng quá. Tầm này mấy thằng còn lại không nhập tầm chư hầu của anh quánh cho bỏ sờ luôn. À mấy anh Viking phương Bắc. Bắt mấy thằng này làm chư hầu xem sao nhỉ? Tiền mình nhiều cái này cơ mà. À, mày định chạy ra đấy làm loạn à? Giờ cứ bình tĩnh, lượt sau anh sẽ đánh. Nhưng mà anh đánh nó xong anh đập mày luôn. Marorian đã bị tiêu diệt. Sao nó muốn lấy vợ à? Vợ nó cũng được mà, cho nó lấy. My lord, I cannot do that, my lord. Cái vùng này lại bắt đầu có tuyết rơi rồi. At your command. We fight for you, my lord. Cái vùng này phương Bắc này nó chỉ có đúng một mùa là không bị tuyết rơi thôi. Đánh nhau với mấy thằng Anglo-Saxon. Nó sao nó trừ? Chúng ta là siêu cường nên bị trừ 100% à? À, ai bảo chúng ta là siêu cường đúng không? Biết làm sao được? I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of meat, not honey. Sao? Bắt chưa hầu dễ chứ chứ. Bây giờ mình có nhiều tiền này không phải nhỉ? Nên mà bắt thằng nào nó to to thì bỏ. Thằng này chẳng hạn. 9 thành. I am sure you have many pleasantries for me, but please don't bother. Talk of meat, not honey. Ném 100.000 vào mặt nó xem. Ném hẳn 300.000 vào mặt nó xem chịu. Ai da, làm trị trọng của nó cao ghê nhỉ. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Làm tự trọng cao phết đấy. Ostrogoth này còn có một thành này. Sứ vô. Mời anh La Mã. Nói chung cái khu bên dưới này thì mình không sợ lắm. Bây giờ thì đâu rồi? The pleasures of my household are yours to enjoy. First though, the necessary burdens of the... Okay. We fight for you, my... Tầm này sao phải sợ chúng mày? Make haste, men. Mình cho cái hạm đội lên là nó sẽ bao hạm nó sẽ bắn từ biển vào. My lord. Rất nhiều chó. Mày. Bao hạm bắn từ biển. Đúng rồi.
Your orders, my lord? Đô đốc hải quân. Cái gì hỗ trợ cho thẩm quyền khi là đô đốc nhỉ? Đây rồi. Thầy thẩm quyền nó bị trừ kinh quá. Yes. Ready for orders. Thằng này chắc là hẹo. Có hai con đoàn này thôi thì phải. On the move, my lord. Chắc là có hai con đoàn này thôi. Ready for orders. Destroy them. Vác mấy con chó, mấy thằng Spee đánh nhau là được anh. Một thằng làm loạn đã bị hẹo. Fleet reporting, my lord. Thế nào rồi? 18 phe phái rồi. 2 phe phái nữa. Rồi, nhưng mà quan trọng nhất là cái 70%. Ơ, 73 rồi mà. Sao vẫn chưa hoàn thành được? Ít chất 70% tín đồ ở tất cả các tỉnh thôi. Ồ. Tất cả các tỉnh, sợ thật. Đây như tỉnh này 84 thì được này. 90 thì quá đỉnh luôn rồi. 93. Tỉnh này thì chắc chắn được rồi vì nó lâu rồi. Những tỉnh mới thành lập thì lâu rồi. Đây mới có 68 này. Mà nó đã được khá lâu rồi chứ. Tăng trưởng có 1,9%. Trời đất ơi. Tất cả các tỉnh, sợ nhỉ. Chứ không phải là riêng cho một tất cả lãnh thổ. Nghĩa là tôn giáo của mình ở chung tất cả các vùng lãnh thổ thì nó đều trên 70% rồi, nhưng mà cái này nó yêu cầu là ở tất cả các tỉnh. Thế thì thua. Đấy, mình còn xây dựng tôn giáo hơi mạnh. Vùng này lương thực nhiều vãi luôn. Đấy, còn lâu mới lên được. Còn lâu mới lên nổi cái tôn giáo. Trừ 100 lương thực này thì sống làm sao được. Vùng này 83% các tiểu giáo. Vẫn còn đang trừ 50 lương thực mà vẫn phải nâng công trình tôn giáo. Syria trừ 56 lương thực. Thassia này chắc 77 à. Những tỉnh mà mình chiếm lâu lâu rồi thì được. Có công trình rồi. Phát lên được chị An. Cái tỉnh này nữa 82.
Asia 76. Tỉnh này bao nhiêu? 62. Tỉnh này thì mới thành lập thì đến mùa mít. Tăng 4. Cũng nhanh thôi. Những cái vùng mới phát triển này phải cho cái đội thầy tu lên đây nó khấn mới nhanh được. Ừ, khai hoa cái vùng này á. Toàn bộ cái vùng đất của Slaver này á. We fight for you, my lord. At your service. Ready for battle. Chưa thể đánh nhau với Hung Nô được. Your orders, my lord. Kinh nhỉ. We fight for you, my lord. Với cái lực lượng đóng như này thì ít khi là chúng nó dám đánh mình á. Sao Hung Nô nó dồn hết ra đây rồi? Nó không dám đánh ai nhưng nó cũng chả là đứng hết trên đất của thằng Đông La Mã. Cần phải tiêu diệt hai phe nữa. Mình cũng không cần phải lên đất lên cao nữa nhỉ. À đâu, nó vẫn bắt mình phải kiểm soát thêm các cái khu định cư nữa. Mình vẫn phải khai hoang thêm đất à. Bây giờ mình nhiệm vụ mình chỉ là đi khai hoang. Mười tám rồi, tiêu diệt thêm hai phe phái nữa là xong. Mình sẽ tuyên chiến với hai thằng đồng minh kia, nếu như mà thằng chư hầu của mình đã dám không theo khử luôn. Có sự kiện gì đấy? Và khi con chiên mở ấn thứ 7 thì cả trời yên lặng. It is done. Mọi thứ đã xong. Hình như chúng ta giành chiến thắng Do Thái rồi. À. Bây giờ có đánh tiếp thì chúng ta cũng chỉ là đi chiếm đất thôi mà. Để mình xem có nên đánh tiếp không, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đây. Đạo Do Thái 40% thì mình hoàn thành rồi. 70, 96. Bây giờ đánh bên dưới này chúng ta xong hết rồi này. Đấy. Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi một cái việc, đó là đánh bại 20 phe phái và tín đồ chúng ta là 70% Đạo Do Thái cho tất cả các vùng lãnh thổ. Tất cả các vùng các bạn nhé. Vâng.
command. Cái việc đấy thì chắc là mất cực kỳ nhiều thời gian luôn, bởi vì là để mà lên được 70% các tín đồ theo đạo Do Thái thì lâu lắm. Đó, thực sự là như vậy. Như vụ vùng này bây giờ mà lên được thì đến bao giờ. Đấy. Nói chung cái chiến dịch này thì về căn bản nó cũng đến đây thôi, là cũng có thể gọi là hoàn thành được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái chiến dịch của mình. Nếu các bạn thấy chiến dịch này thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ với bạn bè cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái chiến dịch khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái chiến dịch lần sau. Hay là mình cứ thử bonus cho một trận đánh nhỉ? Bonus cho một trận đánh. Chẳng nhẽ điều gần này quân lên đây rồi mà không làm gì à? Nhưng mà cái thằng này nó có chiến tranh với ai đâu? Bây giờ làm sao mà quánh được nó? Kiểm soát 97 này. Ôi, chúng ta phải kiểm soát đến tận 33 khu định cư nữa. Lâu lắm các bạn ạ. Đấy. Không? Nó chỉ đi chiếm đất và đi nâng cấp tín đồ thôi là xong rồi. Đập hai thằng đồng minh này này. Đấy. Đập thằng này này. Ở đây có quân đây rồi. Quân đây rồi. Hút mốt nó chết luôn. Mọi việc easy. Thôi. Tạm thế, đúng không ạ?